Những lưu ý khác khi người tuổi Mậu Thìn có dự định xây nhà hay mua nhà năm 2027. Để quá trình xây nhà diễn ra thuận lợi, gia chủ tuổi Mậu Thìn nên lưu ý những điều dưới đây. Lập kế hoạch tài chính chi tiết. Việc lập kế hoạch tài chính chi tiết sẽ giúp gia chủ dự trù được tổng những chi phí cần chi trả trong quá trình thi công. Các khoản mục cần chi trả trong quá trình xây dựng gồm những loại sau. Chi phí xây dựng gồm tổng chi phí thuê nhà thầu, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí thi công. Hiện nay có hai hình thức xây dựng nhà chủ yếu gồm thuê đội thầu nhỏ lẻ hoặc xây nhà chọn gói. Chi phí phát sinh, dù là xây nhà hay thực hiện bất kỳ công trình gì đều tồn tại những khoản chi phí phát sinh. Những khoản chi phí như phí vận chuyển, tiền trả cho công nhân. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà gia chủ sẽ chi trả cho những khoản chi phí phát sinh sao cho phù hợp. Việc chuẩn bị chi phí dự trù sẽ giúp gia chủ ứng phó được những tình huống bất ngờ trong quá trình thi công. Sức khỏe. Sức khỏe cũng là một trong những yếu tố cần lưu ý trong quá trình thi công. Bởi những công việc trong quá trình xây nhà thường nặng nhọc, chỉ khi có sức khỏe tốt, gia chủ mới thực hiện được những việc trên và theo sát quá trình thi công một cách kỹ lưỡng. Gia chủ nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với việc luyện tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý. Trước khi tiến hành khởi công xây dựng, gia chủ cần thực hiện đúng theo các thủ tục pháp lý trước khi xây nhà. Nếu gia chủ bỏ qua bước làm thủ tục xây nhà sẽ có thể bị đình chỉ hoặc tháo dỡ nếu cơ quan chức năng kiểm tra. Để xin giấy phép xây dựng, gia chủ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau. Sổ hồng photo công chứng 5 bản. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng. Bản cam kết đảm bảo an toàn đối với những nhà liền kề. Bản vẽ xin phép xây dựng. Lưu ý về hướng nhà hợp phong thủy. Hướng nhà hợp mệnh sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, đem lại vận may cho gia chủ. Ngược lại, nếu gia chủ xây nhà vào hướng kỵ với mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công. Gia chủ tuổi Mậu Thìn thuộc cung chấn, hành mộc, đông tứ mệnh nên hợp các hướng sau: Bắc, Thiên Y, Đông, Phục Vị, Nam, Sinh Khí, Đông Nam, Diên Niên. Thời điểm xây nhà. Lựa chọn thời điểm xây nhà là việc làm không thể bỏ qua khi chuẩn bị xây nhà. Xác định được thời điểm xây nhà thích hợp sẽ giúp việc xây dựng diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn. Ngoài ra, quá trình thi công sẽ tiến hành nhanh gọn và không bị cản trở quá nhiều. Lựa chọn mùa mưa hoặc mùa khô đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, cụ thể như sau. Mùa khô, từ tháng 3 đến tháng 7, nắng nhiều, mưa ít tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đổ bê tông, hạn chế việc bị gián đoạn quá nhiều. Tháng 8, tháng 7 âm lịch, mưa nhiều và thường rơi vào tháng cô hồn, dựa theo quan niệm dân gian, hạn chế việc xây dựng. Mùa mưa, từ tháng 9 đến tháng 11, thời điểm này gạch ướt thuận lợi cho quá trình xây tô, quá trình thi công ít bụi, độ ẩm công trình đạt ở mức cần thiết. Tổng kết.